Những năm qua, thực hiện chỉ thị 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng sự nỗ lực của từng tập thể, cá nhân trong việc cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, các cấp hội phụ nữ đã có những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện chỉ thị 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt tinh thần đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cấp hội được thể hiện trong nghị quyết Đại hội Phụ nữ với các nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể gắn với phong trào thi đua. Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình năm không sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới, phân đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang do Trung ương hội phát động. Trong hơn 5 năm qua, việc tổ chức học tập quán triệt các chuyên đề về tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội quan tâm, lựa chọn nội dung cụ thể phù hợp với đối tượng hội viên, chú trọng việc đổi mới tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ hội chuyên trách theo hướng sát thực tiễn cơ sở, tránh quan liêu hình thức trong thực hiện nhiệm vụ gắn với chủ đề từng năm. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 05 CTTU tuyên truyền chuyên đề năm lồng ghép với tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng của hội các cấp. 100% cán bộ hội xây dựng kế hoạch cá nhân về thực hiện chỉ thị 05. Số hộ gia đình phụ nữ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm trên 90%. Các cấp hội trong tỉnh thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường, làm đường, tặng các suất quà, trao học bổng cho học sinh, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cung cấp hỗ trợ nguồn vốn, cây con giống với tổng kinh phí các đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trên 5,3 tỷ đồng thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình mới để tập hợp, thu hút hội viên tham gia hoạt động hội thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kế hoạch của tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập toàn khóa 13 của Đảng, thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch số 04, triển khai thực hiện kết luận số 01 trong các cấp hội, gắn chuyên đề hàng năm của chỉ thị 05 với chủ đề công tác hội hàng năm như là chuyên đề của năm 2021 là về ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Rồi gắn với chủ đề công tác hội của năm 2021 là tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Và chủ đề chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiên phong gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Chỉ gắn với chủ đề công tác hội của năm 2022 là đổi mới sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16 nhằm giúp cho cán bộ Hội viên phụ nữ và các cấp hội thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và hàng năm thì cơ quan chuyên trách các cấp hội đã tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên công chức cơ quan sinh hoạt định kỳ hàng tháng trong các cuộc sinh hoạt tri bộ và chỉ đạo hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức cho cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và từng cá nhân sẽ cam kết đăng ký ít nhất một việc làm cụ thể thiết thực, lấy kết quả học tập và thực hiện là một trong những cái tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, hội viên và xếp loại tổ chức hội cuối năm. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì đã khơi dậy và thúc đẩy chị em phụ nữ luôn phấn đấu, rèn luyện, nhiều chị em phụ nữ đã tích cực vươn lên trong học tập lao động sản xuất tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội qua đó đã giúp cho chị em phụ nữ từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng đạo đức lối sống tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của chính quyền các cấp nhiều mô hình cách làm hay đã được duy trì và nhân rộng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng thu hút chị em tham gia công tác hội. Để các phong trào được triển khai sâu rộng đến với hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tập trung củng cố tổ chức hội, lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế gia đình, làm đòn bẩy của phong trào và là mũi nhọn trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội hội tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể liên quan để tích cực vận động chị em tham gia các hoạt động vì mục tiêu xóa so đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh cụ thể là triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào thi đua yêu nước phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc và phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình do trung ương hội đề ra qua nhiều năm triển khai Phong trào ngày càng phát triển và thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm hội tiến hành khảo sát, phân loại đối tượng và xác định nguyên nhân đói nghèo để có hình thức phù hợp giúp chị em thoát nghèo. Đồng thời hội phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con giống vật nuôi, hướng dẫn chị em mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Qua hoạt động vay vốn đã cho thấy được hiệu quả rõ rệt đa số chị em đã khẳng định được vai trò làm chủ kinh tế gia đình của mình. Nhiều chị em sau khi được tuyên truyền học tập không còn tự ti mặc cảm, mạnh dạn đứng ra vay vốn, đầu tư và sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Qua một quá trình làm đồ thì nay cũng có thể rút ra được các nhiều các kinh nghiệm. Thì tôi cũng mong muốn là các chị em nào thì có nhu cầu mà phát triển kinh tế vườn đồi như tôi, thì tôi cũng có thể đến học hỏi kinh nghiệm và tôi cũng có thể sẵn sàng. Đảng chia sẻ các kinh nghiệm tôi cũng rất là mong muốn thì các cấp các ngành với lại các chi hội phụ nữ hoặc nông dân thì là có các buổi gặp, gặp gỡ và giao lưu thì để chia sẻ các kinh nghiệm để cho các chị em phát triển mạnh kinh tế. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội chú trọng, đặc biệt là giúp các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp hội tổ chức bằng nhiều hình thức giúp đỡ ngày công lao động, vốn, cây con giống, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với ngành chuyên môn, mở gần 650 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho 15.969 hội viên phụ nữ tham gia. Tín chấp các nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả. 5 năm qua đã thành lập được 10 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế liên kết sản xuất kinh doanh với tổng số vốn trên 2,2 tỷ đồng các cấp hội duy trì hiệu quả 450 mô hình đã đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ và được lãnh đạo cấp ủy chính quyền các cấp đánh giá cao. Sự lan tỏa của các mô hình, điển hình đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức tu dưỡng rèn luyện và nỗ lực đóng góp sức mình trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của phụ nữ. Qua đó thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sông. Thời gian tới, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Để tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ hội và hội viên phụ nữ gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong thời gian tới thì các cấp hội sẽ căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của tỉnh ủy, của đảng ủy khối để chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 05, thiết thực phù hợp với từng địa phương và đơn vị sẽ thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng, cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ để phát hiện, xử lý kịp thời những khi dấu hiệu vi phạm, không để phát sinh, tồn động các vấn đề nổi cộng và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về sự chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói sẽ đi đôi với làm và từng bước khắc phục cái tư tưởng trông chờ ỷ lại. Tích cực giới thiệu các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo bác trên các phương tiện thông tin đại chúng trên các kênh truyền thông của hội và thường xuyên sẽ kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hiện tốt quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hội trong việc sâu sát thực tiễn phong trào, làm việc trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân. Song song đó tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình làm theo bác, tăng cường xây dựng, giới thiệu, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong học tập và làm theo bác từ đó khơi dậy trong cán bộ, hội viên phụ nữ, lòng yêu nước, hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác hội, đóng góp tích cực và sự phát triển của tỉnh nhà. Chuyên mục tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.